Vì sao mà mình có thể bảo vệ được cái thân và cái tâm này của mình một cách rất là tốt đến như vậy? Là bởi vì mình có cái cảm nhận với những thứ ở trong mình. Những thứ ở trong mình cảm nhận rất tốt. Và cái gì mà mình cảm nhận được á, thì mình biết cách tốt nhất để làm sao cho nó tốt nhất. Và dĩ nhiên mình muốn gì với cái thân tâm mình? Mình muốn không có đau khổ, và nữa là mình muốn hạnh phúc. Cho nên việc của mình cần làm á, là hãy nới rộng cái phạm vi cảm nhận ra. Nếu phạm vi cảm nhận của mình nó chỉ là thân tâm này thôi, thì cuộc đời của mình, suy tư của mình, toàn bộ những gì mình nỗ lực là để bảo hộ nó thôi. Và mình không cần biết một cái gì bên ngoài kia cả. Và như vậy thì mình sẽ làm cái gì đó để được mình và mất người, để giúp mình và hại người. Cái đó gọi là thiếu lòng từ bi. Và Phật chỉ cho mình một cái phương pháp để hành trì, tăng trưởng cái tình thương của mình lên. Đó là bằng cách nới rộng cái phạm vi cảm nhận của mình. Nếu mà mình có thể cảm nhận nhiều hơn là cái phạm vi của thân này, ở bên cạnh cái thân này nó có một cái thân khác, đó là người mình thương hay người có duyên với mình, ít nhất một người, thì cái nỗi khổ của họ sẽ là nỗi khổ của mình. Và như vậy mình sẽ không làm họ khổ. Cho nên khi mình thương một người á, là hạnh phúc đau khổ không phải là chuyện cá nhân nữa, nó là chuyện của tập thể, ít nhất là hai người. Nhưng mà mình cảm không được, cho nên những gì mình nghĩ, những gì mình nói, những gì mình làm, làm cho họ đau khổ mà mình không hề biết. Không phải mình độc ác, nhưng mà cái độ cảm nhận của mình nó không chạm đến cái sự sống ở ngoài thân mình. Thành ra những gì mình nỗ lực nó không phải là mình hại họ một cách cố tình, nhưng mà bởi vì cái độ cảm nhận sâu sắc của nội tâm mình nó chưa chạm đến ngoài cái thân mình. Nếu mà mình có thể nới rộng cái độ cảm nhận nó nhiều hơn là cái thân này á, thì mình không nỡ chặt cây, bởi vì mình cảm được cái đau của nó. Mình không nỡ lột da, chặt đầu của con vật để mà thưởng thức cho cái ba tấc lưỡi của mình, để sát sanh mà thụ hưởng thức ăn. Mình không có nỡ phá hủy, mang năng lượng bạo động của mình ra một cách vô tội vạ, và làm đau khổ những cái sự sống xung quanh mình, dù đó là một cây kim cọng cỏ hay là bất kỳ một cái sự sống nào, dù là bé bỏng nhất. Cho nên việc của mình làm đó là hãy để cho phiền não của mình nó hạn chế tối đa càng thấp, thì cái chướng ngại của mình cảm nhận nó mỗi ngày nó mở rộng ra. Thì cái độ cảm nhận của mình nó rộng đến chừng nào thì cái tình thương mình nó lớn chừng đó. Cái đó gọi là tu tập từ bi. Vậy nó không khó để thương một người, mà nó khó là để hiểu họ. Không khó để hiểu một người, nó khó là để mình cảm nhận họ. Nó không khó để cảm nhận họ, nó khó là cái chỗ mình có buông được cái tôi bản ngã của mình trên cái thân và cái tâm này không. Nếu buông được một cách vô ngã là mình vị tha. Đó chính là từ bi. A Di Đà Phật.